lư trâu lư 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 của thiền. Ok, số đây tổng hợp nha. Bạn chân xong rạp quay nít dương cho chapter trong cõi và này và trong mê tì bì bỏ dương và cứ chapter thì bổng bớt tệ tăng nâng implementing local storage. Bạn chân implementing local storage nít kê trong xong đào thà ta và dương thưa dân mấy đâm bay bạc cao capacity storage này server bị bỏ lọc bì bỏ dương nâng và thưa dân mấy đâm bay ở server bị bỏ lọc bì dương miên smart game này cả tốc độ ta nâng bàn càng tài chán và xâm rạp chạy đồng lệ từ ở sự client nâng bàn chân dương lực và một số bài mũi để dương ai pra nâng ca bạc cao capacity storage và này server bị bỏ lọc bì bỏ dương và đồng bay ở và vì ai tục tình này bàn chán và sẽ lại tốt tình nâng đồng đầu ca và này và nè pra pra bởi dưỡng nâng và chân dương pra rết và chân đẹp ọc nha tao đang tha ta ở vầy chia rết hay thua mấy đồng bay bàn rết nâng nâng lên server bị bọn đọc bì và chân rết và mở bia tha và redundant array of independent disk và redundant array of và independent disk nâng và cứ xong đau từ lơ và một số bài mù là than mỗi đề kê ai chọn và physical disk chỉ chán và chỉ mùi kia và bằng cả ban đôi chỉ logical disk tại mùi chẳng và mình này thật những ai cùng hard disk và chỉ chán và chỉ mùi kia thưa cả đôi chỉ hạt đi tại môi trường chân ca thưa bẹp nắng cư dương ai và ca capacity storage và rồi xa hạt đi muối tầm hôm mà tì ho tha mà tế chân và dương cùng mà pram và chỗ kia tới dương lang ở pram tê cả bài chân capacity vì nó cứ càng lãng nè hai về đây capacity vì càng lãng và chân ca cùng và hạt đi ra là thưa ca đôi tại muối nó mình trăm tay và ca là capacity tế và dương ai thưa ca nghiệp xây tiếp đôi chia và full tolerance và phần sân và miền hạt đi na môi khôi và tên là nơi dương ập bạc bọn tết và hơi nâng performance và chân và ca là bươn asset và data nữa và chân là nick chia away đại dương này dây chỉ tu tớ ở pi rate và redundant arrays of independent disk và chia mua là chia một số bài mua là than mỗi đại dương cùng physical discharge và chia mỗi kia bằng cả bàn logical discharge đảm bảo đó là ta full tolerance và sân và hạt đi nào mỗi khối tần này dương bạc bóng thế rồi sao mình store nó lưu chùm này hạt đi xuyên tiệt hay performance nó có vì lo đấy và cần lập bươn này cả xe data nè ok chẳng bê để nè tăng ốc nia thua rết và nè tăng ốc nia trâu chạp và rõm và tự lư và chùm nội pi và sống khán và hát đi thì mùi nâng và trâu tại miền và tùm hôm vi và smart nia và tùm bây dương ai thua ca tục chùm này nây data nâng vi và đôi đôi kia nè và tại tao nâng phô là thô là lần nâng và chân tao miên là tập hôm smart nế hai là bươn này ca xe đà ta nâng và cua tại smart nế này và chân anh ấy tại tao tầm nâng và bê đà nè tao kênh nế thơ rết và hạp đi mùi đi mùi nâng và tao miên là tập hôm smart nế hai là bươn này ca xe đà ta nâng cứ đôi kênh nế và hai red miền tràn version và tí tiết dừng dư nâng miền bằng hai version này red miền version 0 version 1 bằng hào thả red 0 red 1 mà miền 2 3 4 5 red 5 version red 6 ấy chỉ đang và dừng miền tràn là version và chắc version khá này mà tràn version cứ tràn cũng lại phải đó và version khá này red bởi dưỡng offers full protection and other to not
và mình đây tham version class miền ở full tolerance hay version class ở miền này và chân version class version là hạt đi nam mùi khối và tình lấy ở bát bóng này và tại sao vì tại sao được không chụm này này hạt đi nam mùi xây tiền và còn tay version class miền hạt đi nam mùi khối và tình lấy đừng bát bóng tại một đoạn và tình tiết dương đừng bằng hai tha version ná miền ở full tolerance hay version ná ở miền full tolerance và hai chỉ room red dry are used frequently on server but are not generally necessary for personal computer và chương chỉ room dùng sử dụng kết khởi tha red đứng kế trang trả lời server để xa server đồng đầu ca capacity storage những thống đồng ca phát tục data cpc sản phẩm client hai chỉ room personal và computer dương là chỉ computer laptop ấy và dương là dương para chỉ là nặng personal lắm và chỉ tôi tới dương miền và dương chờ này para và mình sau chỉ tàu cá para rệt và dương hạt đi dương mặt tê nó cứ dương para mặt tê nó mình off và ok và chân rệt chỉ tôi tới dương chờ para nó là server hay đôi Windows server bị bỏ là bị dương tính tiết dương là implement rệt và đam bay bậc cam và smart pin này cả tục data nhé, dương lượng cùng hard disk chỉ chán ở thưa cả đôi hard disk tại mũi nhé, ok bản chân dương ở bắt to và chúng nói mũi xây tiết và như mơ rút hiếp này bằng 2p rate và hay miền rate ở miền full tolerance hay nâng rate ở miền full tolerance bản chân dương mơ dương miền multiple physical hard disk và như mơ miền hard disk base hay hard disk này mùi này capacity via và smart pip storage và via cứ và pram rồi chỉ cả bấy chẳng dùng công bay đi chỗ kia hay dùng ban single disk volume và mà pon pram rồi và chỉ cả bấy đứa có mùi chỉ pram tê cả bấy ok hay rate để miền full tolerance và sân và hard disk mùi này coach và chương trình ở đây bạc bóng thì sao vì miền nước nông chùm này nơi hạt đi mùi xuyên tiết và là chúng tôi rết mùi xuyên tiết để cao tốc data chỉ lẽ cái này là strapping và no full tolerance và chương phần sân ba hạt đi nào mùi khối và tên này nó cứ bạc bóng tại một đoạn đời xa dương bán hạt đi bài thì càng đàm hơi và chúng tôi rết miền tràn version hay version class và miền ở full tolerance hay version class ở miền này nè ok bản chân tôi để dân apply dân đừng trao chân được vào sân á để dân vô thả xong sọt và giờ tôi apply nè ok bà tỏ là dân cho tôi mơ thả ta rate đến vì thua ca dân mệnh how rate works bản chân rate enable full tolerance by using additional disk to ensure that the disk system can continue to function even if one or more disk in the subsystem fail. Và chứng rate và vì thưa ai mà mình đây tha ba ai đồng nơ ca full tolerance và chứng full tolerance đó dương pra đi phần thám và đồng bây thưa ai bà có thá và sân bà miền đi na mùi khối và chứng vì ạp miền ạp phịch và đồng nơ ca và data nó cứ nơ tại bà để xa ban đó để xa vì ai tốt nâng nâng bà đi nào một gì tiền nhé ok hai rết dương miên ở pi chùm rớt bà để dương ai bà dương mơ use rết use two option for enabling full tolerance bà chân xâm đâm bay miên full tolerance rết pra pi chùm rớt bà chùm rớt mùi cái hào tha dis mirroring bà dis mirroring và chân đi mirroring nó cứ đôi chia và cái chọn chân và miền này thà tên ở đấy nó cứ tàu ban thì và tục là con đi và tặng pi nè và bản thân ở dương miền pi và nó cứ ai vừa phô thô là đàn bà nói bản thân bà mùi là khối và chân vì nó để xa tục và nó không đi mùi tiệt nè và đôi dương cho cái chọn chân nè và một dương nơi dương mũi nó chọn mùi và this và mirroring with this mirroring ok all of information that is written to one this is also written to another this
bà chương trình môi nâng một siêu ba giờ đi mía rồi đính nâng po miên từ ót để ban mình chô từ nông đi na mũi tàu ban mình chô từ can đi mũi xây tiền if one of the this fail the other this is still available bà chương bớt sơn là đi na mũi khôi đi mũi tiết nâu tay để xa ban bà po miên nâng đặt đài ở miền bạc bằng thì anh nâng một siêu ba để dương prai sản phẩm phô thôi rồi hai dương miên một siêu ba mũi tiết cái hao tháp parity information và parity information nó cứ và chấm này nơi po đồng miền nó trâu miền ở sầm rạp parity và sầm rạp về đây chấm này đang khối bị ai tin ra chấm này đang vào vùng bình bình và nó cái hao tha parity information và ok hai anh ấy chạy tên đang và pi chấm rớt đại dương ai chỉ prapra đồng bay và đồng loạt sai theo tên là photo là rồi nè ok những ai para this mirroring hay nâng và parity information chẳng nói về là những và cả red và version thì mỗi mỗi và version class para chỉ là cái mirroring hay version class para chỉ là cái parity và tiết tiết những là khởi nè ok bạn chẳng những cho chúng nói và mỗi tiết và những thì dây dòng pi red level và đôi chân ba nở áp thì bài khẳng đàm chứng và rết dương miên tràn vờ sân và vờ sân class miên nở full tolerance hay vờ sân class áp miên nở full tolerance chứng nó bê đề nét ngọc ni pra rết và dương tàu kết thật táo dương pra rết công rật nà rết vờ sân nà và đâm bây chloi tốt tên nâng đồng đầu cả chúng dùng lượng giao version mua chủng luôn mà sắc xá chúng tìm mỗi cái red slow và red version slow và chúng red version slow cả tục data bằng ví chia lại cái nạn theo thà strapping và admin parity đấy và admin parity đấy và admin chủng này sầm rạp tục bằng rong đọc sai ở full tolerance hay đồng đầu cả dish và tay bằng phát pì chúng cả tục data chia lại cái nạn strapping nó như vậy bà ti ho tha dương miên ở dis buồn bà dương rai là ta e mùi bà chẳng biết một bài chỉ buồn chậm này e one tức là lượng đi tìm mũi e two tức là lượng đi tìm pi e three tức là lượng đi tìm bay hay e four tức là lượng đi tìm buồn chẳng chẳng khơi nhập miên ở bà parity sống rap chậm này này e năng tỷ chẳng bao giờ là miên hạt đi nam mũi khối bà tên là này bà nâng trao bán bạc bằng tay một đòn nè ok và chân ca tục tên lấy bài strapping cứ chồng này thì môi này và tên là lấy nó cứ tục là lơ đi xem xe kìa và áp miên xong rạp tục bòm rong xong rạp phô thô là rần này ok hay resorodis vì increase performance và chân đồng nào ca này ca sẽ đá tá cứ bàn lướn ok hay maximum capacity và chứng smart tip và story những cứ ba là maximum tại một đó là sao admin tục chấm này này hạt đi nào mỗi sản phẩm vừa full thôi là đơn này và chứng một sân là dương miền buồn đi hay dương cùng vi chỗ kia chia red solo mà đi tạm rồi chi cả bài chứng buồn đi chứng ba là pi pon chi cả bài cứ pi t cả bài ok ta ở đây đây chỉ chấm nói ạ sạc cam vào vía chấm nói ạ với chấm miền vào vía cứ và no và full tolerance và chương admin ở full tolerance thế person và miền đi nào mới khôi data nó nâng trâu bạc bằng tại một đó và đi chung phố rết sở đồ ok bản chương dương mơ và chỉ tu tư rết sở đồ kia rách của mình ở pra và chung phố application ấy và chương kia rách của mình ở pra lưu computer để bẹp bọn tận nâng ca cắt to và các plot các cắt to video chỉ đạo nữa và cua tại pra red solo và rồi xa các cắt to được các plot video nó video ca là bữa là sẽ lượn hay video ca capacity story những khổ và trên cua tại pra red solo rồi xa red solo cứ bị chơi top tận nâng ở đây để dân bạn được làm nữa và hơi tại tao nó mà xin image editing mà xin cắt to rút phim đi và có cái comment nói para resolu đấy hay any application require high bandwidth và rồi có mà xin để para para sản phẩm cam tiếp xem xét để tao cả là bữa là xe data lươn này và cô tại para
រេសរ៉ូនេះគឺការរិះគន់នេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នឹងជារឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសាររិះគន់ក៏ជាការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ទេហើយការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់នឹងជារឿងរបស់យើង Okay បាទអញ្ចឹងបន្តពីយើងយល់ពីលក្ខណៈរបស់រេសរ៉ូហើយបាទតើធ្វើម៉េចបាទដើម្បីបានរេសរ៉ូណាបាទធ្វើម៉េចដើម្បីបានរេសរ៉ូអញ្ចឹងយើងមើលរេសរ៉ូបាទតិចបំផុតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន បាទ2ហាឌីសណាបាទ2មកទីសបាទតែផុតរមៀន2បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើរេសរ៉ូអ្នកនរគ្នាត្រូវមាន2ហាឌីសបាទបាទនៃសបើពីប៉ុន12ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអ្នកនរគ្នាអាចហាឌីសបញ្ចូលនៅលើវិទ្យុលបុកពួកយើងបាទរីសាពួកយើងប្រើខ្ញុំប្រើអូរកលបញ្ចូលបុកហើយខ្ញុំបានហាឌីសឲ្យបញ្ចូលរួចរាល់ហើយបាទតិចទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញយើងពីការធ្វើបាទរេសរ៉ូ អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើរេសរ៉ូទី1អ្នកនរគ្នាបាទត្រូវបើក Disk Manager អសរីបើក Disk Management បាទបើក Disk Management ហើយដើម្បីបើក Disk Management បាទអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ server manager ហើយ click លើ tool បន្ទាប់មកមក computer management ហើយអ្នកនរគ្នាស្វែងរកពាក្យ Disk Management អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើក Disk Management នឹងមក បាទអញ្ចឹងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ Windows Server 2012 យើងហើយនេះ Disk 1 ហើយនឹង Disk 2 នេះគឺជាឌីសដែលយើងបានអែតបន្ថែមណាគេយើងបានអែតបន្ថែមអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើក Disk Management ហើយបាទជំហានទី2 បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ click លើ bà đi na mũi để dương trong thưa vì bà công vì chỉ rệt nắng bà right click được đi nâng máu thì họ right click được đi varnish hay dương giờ new strap bà new strap hay đấy bà giờ new strap để xa ca store đi bọn retro bà dương bà dương mới ca store bà viết chỉ là đặt strapping bà cứ store bà môi chấm này lấy hạt đi thì môi chân hấp miên ở chấm này xong rạp thưa chỉ photo là ra này bà chân ពេលអ្នកនរគ្នារៃคลิกលើឌីសណាមួយមកត្រូវយកញូស្ត្រេបវូលីនបាទដោយសាររេសរ៉ូគឺការផ្ទុកដាតាជាលក្ខណៈស្ត្រេបពីងបាទដាតាចែកជាច្រើនចំណែកហ្នឹងមកចំណែកមកចំណែកគឺផ្ទុកនៅលើឌីសផ្សេងៗគ្នាណាអូខេបាទអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនរគ្នាយកញូស្ត្រេបវូលីនបាទវានឹងអាឡឺតញូស្ត្រេបវូលីនវិសាមួយបាទហើយអ្នកនរគ្នា អាចមើលមេសសេនឹងតិចដើម្បីដឹងរឿងហើយបន្តការងារនឹងคลิกណិចបាទពេលដែលយើងคลิกណិចបាទយើងចូលដល់ជំហានបន្ទាប់បាទតាក់ទងនឹង select disk បាទអញ្ចឹងយើង select disk បាទទី2ដើម្បីអែតបញ្ចូលបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅខាង select នេះយើងបាន add disk ទី1 ហើយ add disk ទី2 អូខេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងផ្គុំអា2ហ្នឹងឲ្យធ្វើការចូលគ្នាដូចមួយបាទអូខេ បាទបន្ទាប់ពីសិលេចនេះហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกណិចដើម្បីបន្តការងារបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតមកវាឲ្យយើងជ្រើសរើសអក្សរតាងឲ្យត្រៃបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសអក្សរអីមួយមកតាងឲ្យត្រៃហើយបន្តការងារនឹងคลิกណិចបាទបន្ទាប់ពីคลิกណិចបាទចូលដល់ជំហានបន្ទាប់បាទឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ ตัวโฟร์แมตสําหรับดิสนั้นอาจប្រើបានហើយចំពោះវ៉ូលីមបាទលេបលនេះបាទបាទអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ឈ្មោះតាងឲ្យត្រៃឲ្យនឹងមួយហើយហ្វាយល់ស៊ីស្ទឹមបាទគឺ anti-fs បាទហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវ format ទីនេះដើម្បីអាច store ទីបានបាទបន្ទាប់មកคลิกណិចបាទពេលនោះវានឹង alert ជា completing new strap volume wizard ហើយអ្នកនរគ្នាអាចពិនិត្យមើលព័ត៌មាន បាទអញ្ចឹងវ៉ូលីមថាយើងស្ត្រេបការផ្ទុកទិន្នន័យហ្នឹងជាបាទមួយផ្នែកមួយផ្នែកមកបាទអត់មានសម្រាប់ហ្វុលធូលរ៉ិនទេហើយឌីសសេលិចធីតយើងសេលិចនេះលេខ1ហើយលេខ2ហើយសាយវ៉ូលីមទំហំវាបាទប៉ានីសមេហ្គាបៃតហើយអសតាងឲ្យត្រៃអសអ៊ីបាទហ្វាយស៊ីស្ទឹមអឹមធីអេហ្វអេសបាទហើយអលឡូខេសិនយូនីតសាយឌីហ្វុលអូខេ label នេះគឺ volume ហើយ click format just បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នា finish វាមកបាទពេលដែល finish បាទវានឹង alert
tạo tạo nâng ca convert bì basic tạo can dynamic và this story của dưới miên tỷ lệ là basic hay nâng và dynamic basic cứ xâm rạp vì hào traditional và vì xâm rạp chi hào traditional vì môn món á hay xâm phụ hồi new varnish và bây giờ thamay thamay nish và cứ tỷ lệ là dynamic chân này nó kìa accept ca convert bì basic mà dynamic máu hay mơ mà xe ảnh tích. But this operation you selected will convert selected basic dish to dynamic dish. If you convert dish to dynamic, you will not able to start install operating system from any volume on the dish. Chứng bây giờ dương convert the dynamic dương ai install perform bật cao nâng lực này nâng hệ bật này nâng dương men xâm rạp install perform bật cao nâng cứ dương xâm rạp tục data hệ perform bật cao dương cứ miền xâm rạp hời nha. Ok chứng are you sure you want to continue chứng dương yes mà đồng bây dương convert vì bà tự chi dynamic vì support chỉ mùi new verse bây giờ dynamic cứ xâm rạp new verse nè. Ok dương yes mà bà bên nó dương nâng tự bà dân ai tôi check mơ đi sáng bà chân dân đừng khơi tha bà rết vào dân trong ban bà bằng cả thói bà dân khơi như dân ban công pi nắng cho từ muối bà hơi dân bậc cần cả này đấy dân bậc cần capacity storage còn là vậy đẹp bài ha chỉ muối nừng rết sau đó admin là full tolerant. Ok tỏ lấy dân mơ khi ông demo bằng hai nhà tôi học liền tích bà chân đi cứ đa dịch ram vào dân và nick cứ đại gram mà dương hay khi mà start client này nằm tại dữ thế na ok để sao dương thưa rate là server này và trên lên server pipon đập pi để chia machine domain controller mà để miết chung domain than là com nick xem đừng thưa rate mà rate hay lấy dương thưa rate số trước đầu nước xem ban ai tham đi chỉ tra nội châu biến á ok và hơi dương đừng cùng hạt đi và pi được gặp bấy và chia rate số và ai biết thưa ca đôi hạt đi cả mùi tỏ chẳng khi bạn bán server people là phí hay khi lọc chỗ thì mùi administrator user account máu và ok hay đầm bay ai hạt đi chỗ và nè đó cái này và đăng ký là bị ai hạt đi nữa và nè lơ một chút bóc cho mày và hai tích lơ nè đó cái này đăng cho bạn thằng ai hạt đi cho mấy nhá mà khi mà hai tích nè lơ và một chút bóc mà hơi chậm dừng từ vừa hết và ti ho và nè đó cái này trong ai hạt đi chỗ là một sân niệm và một sân server people là pin này anh ấy bọc nhom của phong tần cá pel ad hạt đi nó bật mà sân sân đấy mà sân của phong tần cá chứ ad ad ba này chứ này đó kia và click lên mà sân để ad toàn tần cá như click power be off hay này đó kia show mau cái like nhờ sắp thí nghiệm và tọt máu mà và storage ok này đó kia khơi miền này ad hạt đi này và ok, add hạt đi hay create bia máu và bắt đầu máu nhưng giờ chúng tôi tìm mùi này máu cứ VDI Virtual Box This Image Night máu ok, hay tệ tầng nâng Dynamic Allocated Niche và Storage on Physical Hạt đi chỉ là nạ Dynamic nâng máu ok, hay bắt đầu máu cầm nọt và tùm hôm và thì họ ta hạ sắp này vì thông bế chẳng là thì họ ta dừng add 3 sắp và ok chương trình create máu mà ok hơi dương chụp về máu chương trình được khơi chương ban hạt đi mùi tiệt hay nè toa nếp và to vừa hình chân máu và hạt hạt đi pi bay cho máu chương pi là dương ba server pi pon là pi và dương hạt đi là hạt bị cho lớn và dương là hai giờ về tập ra vừa rệt bản nè ok và chương khơi chương nghĩa coi thì chế tạo lời dương cho từ và vừa rệt sơ đồ toa nếp bạn chương dương tâu mau server mà chế hơi mà thú bạn để tọc niềm mau computer management và computer management
bà chạm biệt tích, ok, bắt đầu mà dis management bà chẳng nên ở đây nâng khơi nhờ dis đại dương ban bà add bà anis dis role cứ bà xâm rập bà dis đại dương p đại dương install bà 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 ca máu nè ok, hơi chẳng ban add nè, chẳng ban add dis 1, dis 2 bà dis 3, dis 4, dis 5 nè, chẳng ban add dis 5, dis 4 ok, hãy về để dùng thuê rết nè, nó không nên chạp vào đóm và tổng hợp viết ra tại Smart Knee hay và lập bươn viết cứ đổi kia ok, chẳng chăm chạp vào thuê rết rồi và về để nè, nó không nên chôn đào là Dish Management đi hãy và nè, nó không nên right click là Dish Nam mùi máu và hãy giờ về New và Strap Volume và đời xa ca storage bỏ rết rồi chỉ là strap volume và mình đây thằng chấm này đây data nó tục từ lưu hạt đi xem xe kia ọt miền phô thô là rần này và chân viên nâng alert new strap volume vi sát hay nâng ọc nìa mơ message tích đầm bầy dù rướng và welcome to the new strap volume vi sát đi vi sát và vi sát nít chui nè đầm bầy bậc cao strap volume nâng lưu dish. A strap volume store data in strap on two or more disks. Chẳng strap volume nó tốt tình này chia chụm này nó lưu đi tiền tí rồi còn lưu bà đi xe xe kia nè. Bà mình đây tha mua chụm này nó tốt nó lưu đi tại mua gì. Bà ọt miền mua chụm này nó tốt lưu đi tí bấy nè. Chẳng hai bao mà bị ọt miền phô thô là đừng. Bà a strap volume give you faster access to your data than simple or span volume. Chẳng bà vậy là bà xa vì bà đau ở dương ai bà tiên dọc tên là nấy nó cứ bàn lượn hơi đầm bay bà to càng ý nâng nè nó nê ta click next bà bê đa click next cho đau là select this bà chẳng đời xa dương right click lượt là đi tìm mũi dương bàn là chưa được được tìm mũi hơi chẳng dương ai add đi bà mà đi cho là lọc nhầm cùng là bị đi tế bà chẳng chẳng select đi tìm mũi và hơi ai bị mỏ ok và chương dương được không mà đi pi nữa nè cho kia và tam resero và to mà tiếp nhận đó kia khơi nhờ total và volume và chương total capacity viên nữa mà cứ sập nè rồi xa resero và một phay hay một phay sai sập và chương này cứ tổng hôm sập ở biết giờ là pi đang bố cho kia màu mà hơi maximum available space mà đi và space là available và ok amount of space và select amount of space in gigabyte sorry megabyte chẳng dương để sao đồng lại via default nó mất hay bắt đầu càng nghĩ click next và cho đó là assign try letter or pass và chẳng for easier access you can assign try letters và chẳng như ai đã so xong có loại trái hay nè tóc ni ai select so nào mùi máu thì hợp nhầm select so case ok và hơi dương ở bật to càng nghe dương click next oh already miền hơi nè ok chẳng như ai giờ trái nè thì họ trái ô bà và to càng gì đừng nói dương click vào next ok bà chân cho đó là format cho volume bà chân đâm bay tiếp tục data năng lư chụp này đi nước nét tờ format về chỉ bốn sân bà chân dương ai giờ bà perform the click format format bàn lớn hơi file system và dương bà hơi bà all location unit size bây giờ default hơi trái nít ok thì họ chấm rename viết tha resro và resro nè và ok dư rename tha resro và resro a2 chân mà không có thân lại dương nè ok hai bà to càng ấy dân click next và chân viên đang alert completing new strap volume visa you have successfully completed the visa ok dân mơ ở vậy thì dân bàn thứ và volume thái cứ strap hay đi sửa lại thiết cái default đi chú và nick tổng hôm đi từng pin đang bố chú kia và hơi sự aso tăng ở trái cả số ố và file system của dương ok hai nick cứ một mà trái của dương hay click format chạy chân dương phí nick máu
bà chân cho đó là tiện tương nâng ca convert bì bà basic nó chỉ traditional bà bì môn hay xong rạp thamay thamay cao cao ní cứ dynamic ca story của viết bà chân dừng tôi cho ca convert cứ dừng giải smart. Ok chân mẹ tổng hợp này ai cho tới check merge bà dân khơi nhờ bà dân ban bà thua rate hay này bà rate bà dân mà nét học này ai mơ bỏ đồ miễn và cả phụ tục nó chỉ là strap mà hôm nay đây data nó cứ phụ tục nó lượt hạt đi xây dịch nhé mà hơi thái cứ dynamic file system và anti-fs status và cứ status nó cứ no problem và here see this sọc phim và vậy tôi là đi nâng lọ tới ai phụ tục data bàn test hay capacity dương cứ dương có mà pi mấy nhá có mà sa mà pay hay mà pay chẳng dương sai sập và sa mà muốn chơi cao muốn chi cái bài nó cứ sai sập chi cái bài nè. Ok free space và ok chẳng dương áp toàn miền cao tục được về thì bà ok chẳng hạn đó này ai mà check mới mà bà nish và cứ dương bàn mà bị cao tôm sorry ban mở bị ca cùng nè ok rồi viên đi tìm mua đi tìm pi và nói riêng thưa tam ở resolu nè ok chứ nên ông này ai story ấy bán nè ok mà ai story ấy bán ok ok chứ mình đi chạy tới resolu bạn chứ riêng cho tới căn ở red xây tiếp và dương cho đó là red one mà chứng red one có trao ca dạng tích bằng port pi đi đá còn là lẽ cả nạn này ca tục là ta bằng ví chỉ lẽ cả nạn mirrors và mirror là nó nên đăng hết cả chọn và chứng chấm này đây là ta nó tục là lơ hạt đi pi xin kia và chứng bà sân là hạt đi nam mùi khối tên là lấy nó ọt bạc bóng này xa lẽ cả nạn mirror vì miền phô thô là rần đôi những parity đại nè ok bà chứng dương mờ lẽ cả nạp bỏ hở red one cứ reduce performance bà mình đây tha cặp và thôi là bữa này cả sẽ là ta nó mình sâu lươn đôi chỉ red zero thì hơi capacity mình tao ca cặp và thôi hai sập bia rồi bà tổng hôm này đi nước tao ban cặp và thôi hai sập bia rồi chứng bởi sao này dương miên HDP mà pay chi hai là một pay chi về để dùng cô mà pi nâng chỉ lên vốn ba lần phơi chỉ gì hay thấy bà cặp thôi hai sắp đó để xa chấm này đây là ta mũi nước tao ca tục lượt pi đi nâng sầm rạp phô thô là lần nâng nè ok bản chân ở vây đẹp xa sầm rạp ở red vốn cứ phô thô là lần và để xa viên miên cầm rật sạc cua sầm rạp tục đà ta đôi kia nâng ai tiên cho đà ta nâng mà vinh pê để đi nà mùi khôi và chương đôi ba bằng hai rupee phiếm nít dương khơi ca tục data bỏ red one chỉ là cái nạn mirror dương khơi data a one miền đầu đi tìm mũi phong còn miền đầu đi tìm pi đại b one miền đầu lừa đi tìm mũi phong nó lừa đi tìm pi phong hai c one miền đầu lừa đi tìm mũi phong nó lừa đi tìm pi phong chương prosum và đi tìm mũi sorry đi tìm pi khối no problem data a one b one c one cứ nào để xa và nó lớn đi tìm mùi đợt này hai total capacity bỏ rate và vòn vào dưới cứ bàn hạ sắp hiểu rồi chứ mơ dương miên this one pram rồi chi cả bái this two có pram rồi chi cả bái đấy chứ total dương bàn để pram rồi thì sao pram rồi tiết dương sắp rạp tục nơi chùm này đã ta đôi khi nè và ok chứ ở vây đẹp và xa cứ phô thô là đợt này ok hãy tiết trong lần thư rate vòn bằng hai nhận ọc nếp. Ok, tỏ lời dân mơ ca recommend ở pra ta red one cua tại pra nơ lơ mà sân nà và computer nà để cua tại pra red one chân kê recommend cua tại pra nơ lơ mà sân accounting payroll financial và mà sân bẹp bọn bằng nâng lôi cá nữa nè và bẹp bọn bằng chi sân nam kết lôi cãi nâng và hẹt ấy ba nà recommend ở pra lơ mà sân bẹp bọn bằng lôi cá nâng đời xa dân miền phô tolerant và chứ một sân này dương bạc bong mình chi xin nam lôi cả nam mũi hay
hạt đi mùi nâng khôi tới là vậy để tục nâng việc bạc bọn ở tớ cứ chỉ rương mùi cua ở sau sài mẹn tên mà bánh hà lôi cạm mẹn rương mà lên ná nè thì họ mình chi thì tớ kì chụp bẹn lôi dương rọp liền đồ là ấy hơi mà xin dương ọt miền ở phô thô là rấn hạt đi mùi nâng khôi bạc tớ là nâng bạc ở tớ chân vì chỉ rương mùi cua ở sau sài mẹn tên bản chân và ba là cái recommend của mình ở dưới ta rate vốn nâng lên một xin và bẹp vốn là nâng accounting payroll hay nâng financial và rồi còn nhận ngọc ni ai ta lên một xin na cái đó để trao ca cùng rất sự cố của nó ok và chân và trao ca cùng rất sự cố của và để ngọc ni ai ta rate vốn ok và ở lâu thứ mấy đầm bay công hạt đi và pi rồi có chán và chia bà rệt vọt nè bà chân nè nó kia tớ bà this management thôi đồng bây bà this management bà đối dương bà ati bài mình hai bà cho tớ server mình chá bà tớ tool hay computer management hay this bà management chân nè nó kia nè khơi this đại dương bà ati bài chỗ bà hơi bà tốt máu nè nó kia select this nà mũi bà tì hoa dương select this one hai giờ new mirror hai đấy bây giờ new mirror rồi xa ca tục data bỏ red one chìm mirror và hôm nay tại môi này tên lấy nó tục từ lưu đi phim xe kia và chứ những tờ giờ new mirrors và ok bên nước viên đang alert tên là new mirror volume hay đẹp học này ai mơ bỏ miền tích đầm bầy đằng rướng chân bỏ là miền nó kia con ở trong và chạy tha tên là lấy nó và tên là lấy tại mũi nó cứ tốc năng lơ chậm lại pi hạt đi và đại trở lại kia đằng chân và hạt đi nào mũi khôi đã ta bạt bỏ này nè ok hai và to máu nhận học ni click next đồng bay và to cả nghĩa và to một tiết cho đó là select this và chắc nhận từ học ni tao select this đồng bay add đi vào mà nó phải chốt ni thì họ dừng select this thì mũi hết dừng add đi thì pi phải chốt màu và ok, bắt đầu một tiếp, bắt đầu ca nghe nâng click next và cho chữ rửa so tăng ao ở trái nâng hay bắt đầu bị chữ rửa so hay click next và cho đó là và từ format this để bài ai trả bán chứ nên nó kia và fix format mà hay đặt một volume label ấy máu ok hay dùng click next máu vì nâng alert completing new mirror volume wizard khi hai bên bằng hai bên là dương bàn chưa rớt và dương trong cái trái hai bát và dương phải chọn hai cái finish và một to một tiết vì ao dương và xưa dương tệ phong tận nâng ca convert this nâng pi ở basic tơ can và đài nó mấy chân dương à sub máu dương jack máu hai dương đừng khơi tha dương và cả bàn red vốn hai capacity dương nâng và cứ tại hai sub pi đó ấy nè rồi sao hai sub pi đó ấy tiết dương sầm rạp vừa full tolerance bà ok tỏ lâu dương từ mơ ca thư red one đừng ngọt nhé bà chân dương mau server bà people đọc pi bà dương hay bà anh ấy dương châu đó đi mà đây chỉ mình thấy đó thành bà dương châu mà xa tiết bà nè đừng ngọt nhé mau thú mau computer bà management và computer management bà dương phơ đọc đai đai dương tới với chạm rướng ok chân mà this management và chân khi mà khi mà sau mình và mình xem pra đi one đi two là dương nó sau đi thì bay thì buồn thì prám này chân khi mà không thì bay hay thì buồn đấy thì sao tỉnh phát pì và chân này nó kia click lựa đi thì bay đi máu và những cái dương atom prá thế unallocated và đi thì buồn có unallocated hay chúng tôi đi và TP ấy mà dương bàn tiếp chọn bị hại nữa mà sau cái việc kia cứ heal si rồi và đi đi rồi nè đó kia và tiếp tục là tài ok chân dương thưa là đi TP bảy right click đi TP bảy máu giờ new mirror volume ok hai dương ai thưa red file đây thì tiếp chọn dương thưa viết mà chân viên đang alert new mirror volume visa mới và hai mơ visa đang tích đầm bầy đầm rướng bà chân visa nó chui dương ai bậc cao từ và mirror và volume là this hay mirror volume nó cứ dương duplicate your data onto this và mình đây thật data đôi kia nó tục là lơ p this và create a mirror volume if you want to keep
two separate copy of all your information to prevent data loss. Chẳng cái ao dương cua tài pra mirror volume bớt sân bờ nè và dương nung trâu ca tục và này data và đôi khi nung và nơ và pi hạt điệp sinh kia mà và bớt sân là dương trâu ca bẹp nắng hay ca thưa bẹp nắng cứ đầm bay ca pi ca bạc bóng tên ở đây nè và chẳng đầm bay bớt to ca nghe nắng nè tao kia click next ok hai chỗ đó select đi và chân chấm chọn add đi tí bay tí bốn chân chấm và select tí bốn mà add máu ok và tôi tạo sai đấy chân khi về default máu và to càng nghe click next và cho đó là sign trai lập thế mình dương là sign là so o lời dương là sign là so a mùi xì tiết máu thì họ thả so u ok hai và to càng nghe dương click next ok và cho đo format chẳng là mấy tiếp tục là ta bán nè tao có khi tao format bìa môn sân ok quick format bắt đứa ơi bà à so tang ơi bà trái nâng bà ok chẳng chẳng đã thả rate quá bà rate quán hay a2 ok hay bắt đầu càng nghe dân click next ok tại tầng completing new mirror volume visa ok ní bó tầm biên là dương ban chỉ được mình nhấn bởi dương tạo ca cái prime mà max dương volume thai mirrors thay dương select đi tìm bay đi tìm bốn tầm hôm bà viết ban tại hạ sắp bì rồi nha ok bà tại hạ sắp bì rồi thì tại sao hạ sắp bì rồi tiết xâm rạp full tolerance ok so nếu cứ so you hay file system and TFS ok lịch mua hay quick format chạy chương trình phí nị mó hay dân convert bì basic tới dynamic và chương này tổng hợp này nâng khơi miên mà này tổng hợp này khơi miên rate 1 ok và hay này tổng hợp này ai tự chạy mớ mà ok chương này tổng hợp này khơi miên rate 1 hay capacity và hắn ta hạ sập với nơi xa dân công bì và mà phải chi cả bài mới mà phải chi cả bài chứ nhưng bạn thấy mà phải gì để xa hạ sập phía đời tiết xâm rạp và phô thô là đơn ok bạn chứ dương châu đang ở rết bà to tiết bà ok dương miền rết mà chùm luôn tiết bà to bì ở rết 1 hay dương châu đang ở rết 2, rết 3, rết 4 chứ rết đang bay nít bà rết 1, rết 2 bà rết 3, rết 4 nít at least và tay của pot cứ dùng tờ ca và base this và base hạt this nhé ok hay ca tục data bảo vía và chia lẽ cần nạ và chỉ mơ rate 2, rate 3 and rate 4 are basically all the same the difference is how small file are die up ok chứng ca tục data bằng rate tiếng bay nâng và chỉ tu tới cứ vì đồng nòm kia ở quay để khóc nha trong ca và chụp này để pha lê và ok chân rate 2 vì chạy pha lưng từ chia cầm rạch bit và ok thì họ thật pha lưng mũi tục nâu lờ hạt đi tìm mũi mà bit hạt đi tìm pi mà bit hạt đi tìm bay mà bit được có phẩm án bit để chân màu hai rate 3 vì pra ca chạy data chi chùm này nó cứ cầm là bay và thì họ data mỗi nó đi đi mà bay đi mà bay đi mà bay cho mà hai rate 4 vẫn cứ cầm là blocks mà block ai và buồn bay ai cầm bay bay cho mà thì họ là khẳng định mà block buồn bay khẳng định mà block buồn bay khẳng định mà block buồn bay cho mà chân đồng nó với đôi khi khó khăn trong ca bay chạy data và nó lớn bà chôm nay để đi thì mùi thì hai rate tiền bay nó cứ kèm sau chỉ pra vi tế đời xa tại bà vi miền con sầm bát bà tràn chiên con bị bát hai ở vậy để kịp pra nhưng tràn pra để phai được để xây thì tiết dương sắc xa bà vi lùm ắt nhé ok bà chân dương mơ dương trao ca dạng tách bà bay hạt đích hai the parity in each case is stored on one dedicated drive chứng như tao miên ở đi mua sản phẩm tục parity thì họ đi tìm bay đi mà sản phẩm tục parity sản phẩm và phần này data AB
phần này data CD và phần này data và ok ok anh miền one AB và miền one CD 2 AB 2 CD gì đó chẳng viên miền parity mùi chẳng bà sân là bà miền đi na mùi khó gì ai tiên giao bị parity nâng bà ok bà chẳng parity thơ tục là lơ trai na mùi bà ok so all bà ok store on one bà dedicated drive so all but one drive are used to store your data ok bà chẳng việc tục là lơ bà tệ tương nâng chấm này parity nâng tục là lơ drive mùi bà ok hơi drive xây tiết xong rạp tục data bà dưỡng nè ok bà chẳng dừng mơ chấm này bà to tiết tệ tương nâng rate 2, rate 3, rate 4 nâng đại xa tại vì miền ở con bị bạc tràn trên con xâm bát chẳng bà này dưỡng ọt sau khơi kì bà tế ở vầy để bà thì tiết dưỡng khơi miền rate 5 hay rate 6 ok bà dưỡng mơ this format of fair for protection bà chẳng rate 2, rate 3, rate 4 nâng vì bà đào ca protection nâng xong rộm bá if anyone this is lost information on missing or damaged drive can be calculated using remaining drive chẳng bà sân là đi nam mùi khôi bà vì ai tình lấy ở bát bóng này sao bây giờ chênh bì chùm này parity nè ok bà giờ chênh bì chùm này parity mà if second drive is lost before the first drive is replaced data will be lost và chẳng bà sân là đi tì pi nè tì hò thật đi tì mùi nít khối và chân tình này ở toàn bạc bóng này là sao ai giờ bị parity tại bởi đi tì pi đi khối hay đi tì mùi đi ở toàn bàn chùm luôn và chân tình này nâng bàn bạc bóng hỏi nha nâng bạc bóng hỏi ok the format are not used very often any longer due to nature of và dedicated và parity drive chứng tầm rộng nâng kê áp ra vì xâm rạp dạp bê dù hai đời xa tại lẹ cầm nạ nây ca pra parity nâng lơ ọp đi mùi đại trở lại nâng và chứng vì ai bà có ở kê hào tha it causes bottlenecks when trying to read data off the dry array chứng vì thua ơi đầm nào ca này ca read data nâng cứ vì bà bị dứt bà bị bị chơm nó bay ha bà chẳng hai ba là rate 2, rate 3, rate 4 bà kê chốt ra với hai ok bà nè tóc này chốt bà đi mà lấy chứ mân mình bà hai nè tóc này bà click right click lơ đi nà môi máu mà dương ọt khơi miên mà thì ho khi mà right click lên đích tí pram ấy mà sorry bà này tóc nên ọt khơi miên red bà 2 red 3 red 4 đây này tóc nên khơi miên red 5 nhá ok bà chứng dương bà cho đó là red file hay tí tiết trong khi mà thưa red file bà bằng hai nhà tọa kia để xa server bị bọn tập bì và dân cứ support mùi red file nè dân hãy thưa bà chân red file tạo ca hạt đi tích bằng port cứ base bà hạt đi tích bằng port cứ base hay ca tục bỏ ví bà block level strength bà chân ca tục cũng chia block mà block với ai chẳng base và mà thì hôm nay đi tìm mùi đi mà này e nếu mà màn bay mà đi tìm pi đi và màn bay đi tìm bay và màn bay và tì tì một cái này thì đặt pi số và số và màn one và màn two và màn three và màn trường mẫu này ok bản chương cấp tốc nâng chia lại là block strength và block strength và ok chương ba chục này nâng cùng đặt vía cứ block và màn bay và màn bay trường mẫu này ok with parity distributed across all this và chẳng mean a parity và chấm này nơi data đi mùi nó viên miên chấm này parity xâm rạp fault tolerant
bà chỉ mơ đôi chữ A1, A2, A3 dùng miền AP và A parity chắc là nó xâm rạp fault tolerance này A1, A2, A3 này và này data A để kể trái chỉ chụp này này hay B1, B2 và miền B ở parity và chẳng B parity này cứ xâm rạp fault tolerance này B hay C miền C parity xâm rạp fault tolerance C hay D miền D parity chắc như khơi miền parity nó là group chậm này này đi tầng off mà nên miền parity xâm rạp A parity xâm rạp B parity xâm rạp C hay là parity xâm rạp D mà chẳng trao ca tay bằng phót mà bay hadis mà one loss mà two parities mà chẳng bật sân là khôi mùi ấy no problem là sao dương miền parity xâm rạp ai tiên giao là ta để bạc bóng mà vậy nhé. Ok hai can still operate rồi dân bạn ạ thì bài chứng with one try missing và chứng bật sân là bắt và tiên hóa bắt this row và chứng bắt this row này phần A và ai giờ bị A parity phần B ai giờ bị B parity và này B parity hai phần C ai giờ bị C parity và ok chẳng no problem mà sao là đi mua code cứ dương ai và miền parity xâm rạp và tiên giờ data là một bệnh data nó áp bạc bằng thì hai fast read slow write chẳng read lượt và ở đây bà read lượt là sao bây giờ dương read admin like cất parity thì bây giờ dương write cho thì họ write cho chúng này A về tạo cất parity và xâm rạp full tolerance này A nâng chẳng dựt bàn tay phê rít máu ở miền cất phê rít thế chẳng rít lượn và chẳng lẹ cả nãy cứ cọp xong call ở rít phải bây giờ hành tí tiết dựng từ rít phái bạn chẳng dựng mơ ca cọp xong call bà to bì rít phái good performance và good ní cứ rít lượn mấy nhận tài rái ọt lượn thế này rồi xa tài bà vì trao ca phê bà liếc nông ca cao chú rít và parity ok hai parity data và dân dân miền data parity và dân miền và xâm rạp ca tốc data xâm rạp full tolerance và chân đi mùi khối no problem là sao dân miền full tolerance hai capacity nhưng cứ reduce và dân hợp ai của tôi ban capacity bình lên thì thì họ tha dân miền buôn hạt đi thì mùi thì mùi miền tổng hôm ở pram rồi chi cả bài chân capacity sở rộp để dân công buôn nâng ạ và chôn kia tạm dạ rệt phá dân bàn tay mà bọn pram rồi chi cả bài rư có mùi chất pram ở tê cả bài hát ấy tại sao mùi chậm này này bà hạt đi nâng ạ bà trâu tục xâm rạp bà parity bà chân dân bà đi thì mùi pram rồi trâu tục parity xâm rạp pram rồi hay để parity nâng miên nâng lơ đi thì mùi nâng bà xâm rạp và parity cứ full tolerance nè chân và khối hạt đi nam mối và no problem để sao ai giờ parity pi và hạt đi xây xây tiền bản nè ok bản chân thứ mấy đầm bay thưa red five và đầm bay thưa red five bán ok ở lâu muốn được thưa red five nhưng mà đây comment tích ta thì ao giờ bao nhiêu thay red five cô để pra bản lơ mà sân nè chân cô để pra lơ mà sân file hay năng application server và cô thể trả lời một sân phổ application server ok hết ấy bạn chứng đời xa capacity vì dù mơ storage vì thôi cho ta một phía đó và một sân là dân miên buôn hard disk chứng vì bắt tay môi chùm này để hard disk chứng bạn không có xóm tài và hơi tp file server và được application server cứ xóm ra provide service to our client chứng về để client là safe mode bà bị lượn bà read data nó cứ lượn và chẳng bà xong sọp nè ok hai xong sọp mới tiếng viên miên là full tolerance và full tolerance và sân là đi mùi khối cứ no problem bà ok bà nêu tè data ở bạc bằng chẳng chỉ profile hay là application server database server web email và server chỉ đám nó cứ ok bà read file nó cứ correct comment và hai internet server được này bà intranet sorry và chúng tôi server nó càng không vào dương nữa và dòng rạp xe là ta càng không nó có xong sở lại nhé ok bản chân thơ mệnh nằm bây
bà bà cao ở red fries bà chân dương châu tư bà dis management đôi khi bà to máu dương ở bà select the đi nào mùi máu right click the đi nào mùi máu hơi dương giờ new red fries volume bà bên đó viên nâng bà hai nhập tiền visa và red file volume hay nè tọc ni ai an tích đầm bầy đầng rướng hay bà to ca nghe đang click next và chân phê click next hay cứ select this và chân nè tọc ni trâu select this hay dàng tách kêu miên đi bấy đó ok dàng tách đi bấy và chân select ad viên bà chôl máu ok bà to ca nghe click next hay chân rưu là so ta ngồi trải nâng và bà to mau click next và bà to mà tiết cho đo format nè tọc ni click fix format đầm bầy bàn lướn hay volume là bell này đã so ấy tàng máu thì kỳ hơi nách và to máu vi cho đó là complete new red file volume và net off clear mưa bỏ miền này net off clear bài tiếp chấm hơi finish máu và to bị finish thì ao dân convert bị basic mà can đại để mình net off clear chest máu và to máu net off clear để check là tập hồi mưa chân bản thân là dân cùng bay dish và mà đi mà pay chi chân capacity phía ban size sập chỉ và cắt tập thôi mà phía đó. Ok, tỏ lời mơ ca demo và tầng ọc nế. Bà dương tầng mơ ca demo và chạy tầng ọc nế. Chân dương ba sở vơ bị bỏ lọc bí. Ok, nhưng lúc bà nếch mà chân luôn tranh sân bài xa bà chân bàn pra hạt đi ở hỏi nè. Ok, bà chấm delete volume với Charleston bà lại sao mình chấm pra hạt đi ở lâu ok đi đi bay đi chấm delete với Charleston Dash bà lại sao mình dừng tay pra ở chỉ mua red zero hay nâng red one này chân red file với tao ca dạng tích cứ bấy ok tỏ lời dân chấp đam và đồng nào ca này cao thưa rệt phái và chứng dân tâm miên hát đi dân tạch bấy chứng này đọc đi cho tự cam và dis management hay mà tool mà computer management và click lưu dis management khi okay, tỏ mó này đọc đi click lưu hát đi nào mới để toàn trả nè mà dân mới dis one is dân unallocated mà chứng giờ ấy và news và red file và volume ok hãy viên đang alert tên visa tên tên là new red file volume và welcome to new red file volume và visa nó chui dương đồng ca bằng ca red file volume nâng là this hãy red file volume nó tục tên là nấy chỉ lẽ là strap mà strap cứ chùm này để tên là nấy nó tục nó là deep same thing nhé và ok on three or more dish và chân và năng lực đi dưỡng và miền tỉnh pháp bảy chân bay được sao chân bảy it provide a way of recovering data if part of data is lost chân viết bắt đầu chỉ một chiều bài mỗi ai dưỡng recover dưỡng ai giao data và person và hôm nay này data nó bạn bạc bỏng tay và khôi pi hạt đi ở bà đấy nè bàn tại một hạt đi hề và hơi và to càng nghe dưỡng click next và chân dương ban select ở tì mùi hết chân dương select ở tì pi mà tì bấy mà tì pi ad hay tì bấy ad cho tì bó rồi sao dạng tì bấy đó ok và ok hơi bật to ở càng nghe nâng dương click next và hơi dương chưa được so tăng ở bia mùi mó và tì hồ thật chân giờ so W ok, hãy bật to cả nghĩa, dừng click next và dừng trâu format là mấy ai tiếp tục đặt tà bán và ok, xem những click format lướt hãy xem đặt chmua là bê xong con tha và red files và a2 ok, hãy click next nó là mấy bật to cả nghĩa hãy viên đừng alert completing new red file visa nên ọc nì mưu bỏ được biết đôi vậy để dừng bàn rịp chồng chấm
chân bạn đẹp đọc nhiều tao cả cái price back hay ở tao cả cái price thì cứ finish ok chân dương tao convert VIP và cái hạt basic đi tờ đài là make this thì sẽ smart và đẹp đọc nhiều chạm biến tích ok chân và dương lên từ ba này đẹp đọc nhiều khơi miền this và nên đọc lên đừng khơi miền ở red files và ok để dân bạn đặt một vía tha red file a2 so w và chân layout và red files hơi style dynamic file system and tfs ok status và ok và resin và ok hơi capacity và nét ở kia khơi như capacity cứ cặp mà phía nè để xài dùng miền bay hạt đi mà hạt đi mà pay chi cả bay trên capacity bạn xài sắp chi cả bay ok hơi space và space và free space cho bạn toàn miền prao thế và trên nét ở kia ai để check mớ và nick nét ở kia đừng khơi miền red files ok và chân tầm hôm dương mấy nhập hôm bay đi mà đi mà pay chi chân đại sai vì tục mà pay chi xâm rạp parity xâm rạp full tolerance chân dương khơi bàn chùm này storage tái và size sắp chi cả bảy đó sao tục mà đi xâm rạp tục mà chùm này này mà đi xâm rạp full tolerance bản chân dương cho đó là red mối tiết và cứ red six và vì có xa chiên red file text và đời xa về để HTTP code và no problem tên đây là bạc bằng thì và chương trình cho đó là red six và red six trao ca dạng text bằng hot cứ và buôn hardisk ok hai ca tục data bảo vía chỉ là cái block strap và block strap như thế ta tục data lượt đi thì mui được mui nâng và phần màn bay ở thì họ lượt đi vòn này a nâng a vòn phần màn bay đi thu và a thu phần màn bay đi three a three phần màn bay chẳng mà chẳng data nó tục chậm này xem kia và phần chỉ lệ cái nắp block cứ ai bàn tràn bài ok hai viên miền là two distributed parity chẳng miền p parity chẳng hai ba là p half đi khôi ở bạc bằng vì copy ở red file nhé và red file miền tại mùi parity và ok dùm red file bởi dưỡng miền tại mùi parity nè ok và chân hai ban là bây là hạt đi phí khối red file ở hai ra xa tên ở đây bán này tại sao vì miền tại mùi parity hay red six miền đó từ phí parity chân hai ban là hạt đi phí khối no problem và just like red file this dash block level strapping however it use dual parity chẳng viên lũng nôm đường red file đó rồi xa cao tục đặt tán chỉ là nạ block strapping và mặt này đang cứ tràn bay nâng lưu hạt đi xây xây kia và mình đây thay chùm này đây đặt tán xây xây kia đang tục nâng lưu hạt đi xây xây kia còn là mà chùm này đang cứ tràn bay và block level strapping mình đây chẳng nạ ok hai viên pra dual parity và để xa pra parity p chẳng hai ba là HDP code tên này là bạc bằng đi create two parity block for each data block chẳng xâm rạp này này data này mùi thì mùi miên parity và P và xâm rạp photo là đơn ok can handle two deep failure chẳng ai copy ban chung phụ deep P để code và mình đây là tên này là bạc bằng này và còn tại ca thưa rate của mối này vì mình là cần là smoke smile tích và Windows Server 2012 of support và đồng bày thư rate của mối bán này đọc nha trao ca và hardware rate card và tiếp ai thư rate của mối nâng lên Server 2012 bán thì mới khi màn bị chạy kháng list và Server 2012 does not provide software rate sick as part of OS và chương phổ phần vật ca này sẽ vừa phí nâng áp đoàn và xâm rạp red sạch thế và you would need
hardware red card capable of doing research ចឹង អ្នកទាំងអស់គ្នា ត្រូវការ បាទ hardware red card ទើប អាច ធ្វើ research បាន ចឹង បាទ អ្នកទាំងអស់គ្នា ចូល ទៅ កាន់ this បាទ management បាទ អ្នកទាំងអស់គ្នា click លើ ចំណែក hard disk ណា មួយ បាទ โอเคអ្នកនរគ្នាមើលអត់មានឃើញមានបាទរេសិចទេណាអត់មានរេសិចទេដោយសារសឺវើ2012បាទសូហ្វវែរហ្នឹងវាអត់ប្រូវាយរេសិចមកទេបាទជាងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានតតែមានហាដវែររេតខាតបាទដូចបានណូតនេះចឹងណាបាទសឺវើ2012ដាស់ណូតប្រូវាយសូហ្វវែររេសិចអាសសផតអូអេសយូវូដនីដសឺហាដវែររេតខាតអូខេចឹងត្រូវការសមត្ថភាពរបស់ hardware red card ទៅអាចធ្វើរេសិចបានអញ្ចឹងយើងមើលការផ្ទុក data បាទយើងមើល data A បាទយើងមាន A1 ផ្ទុក disk 0 A2 ផ្ទុកនឹង disk 1 A3 ផ្ទុក disk 2 A4 disk 3 ហើយមាន A parity នៅលើ disk 4 ហើយ A parity នៅលើ disk 5 អញ្ចឹងយើងមាន parity 2 អញ្ចឹងបើ 2 hard disk ខូច no problem ដោយសារមាន parity 2 យើងអាចទាញយក ចំណែក data នោះយកមកបំពេញបាន ok I B nhưng mà B có miền B parity P dash ok C có miền C parity P dash I D có miền D parity P dash ok chứng ba là P hạt đi coach và áp chế bài hạt tên đây là bà bỏ ok chứng tại sao tại reset server dương áp bắt đầu chỉ software dương ai thử hay dương áp miền hardware red cards chúng khi mà ai chỉ mua bịch ở nhà tòa này bà chúng dương mơ ta ghi lại comment mình dương ở pra bà reset xâm rạp computer nà bà chúng lại comment application list bà chúng có file hay năng application server bà cô tại bà ai pra reset ta cô pra rồi xa vì bà miền của mình sẽ cố năng ở cố nè bà database server bà web email server intranet server chứ đã và nick của tài pra và red sạch ok vì là o chuyện red file trong tha công lập sự cố biết cấp bậc chuyện và vì miền ở parity đó tập pi đó chẳng phải hạt đi pi khối no problem và chẳng mới riêng nick khi ông mới riêng lươn tích đầm bay và chọc với hơi sắp đã cõi nè khi mà inform dương tài tiết và dương từ thuê bọn bằng hái nha chăm là đọc nia nhờ chmua crom mày xa ma chức này crom ở khi mà khi mà nghiệp chăm thật crom na từ thuê bọn bằng hai muốn á ok hơi mà crom nghiệp chăm slide và hai chia đọc ra mình tì bạc hay sao dương ọt miền ở bê về lìa và chả ơn tế dương sao bê mà sắp đã tiết nông ca phải chọc khó bởi dưỡng bạn chẳng để tôi nghiệp nghiệp chăm hai mốt thôi luôn hai mốt trong lớp bằng hai người này nghiệp chăm lại năng bảo nè ok hơi phải chung crom ấy tam mật siêu bài na chỉ đương quan để tôi nghĩ và ok hơi khi mà chạm xa tiết và sắp đá nó từ submit ở nhóm nè you bấm pop và càng nghe vào giờ nó là sai mình vào giờ nó cứ trong ngày sập nè deadline nhưng you pop trong ngày sập bạn chẳng xâm rap merian và ti và trăm pi và dương thì ta là implement và local storage và trong phần đào thật phương mấy đầm bay bạc can capacity storage chân chùm rực mùi để dương trả nó cứ rệt hay mấy dương ban là đi mô và chạp bị rệt mà chùm luôn đó nè và chân sân khâm tha nè tầng học niên của tôi ban concept bị rệt giờ việc tôi apply lư ca nghi chạy sử dụng và sân là chia đầm đầu cả và chân sầm rạp ngày nắng dương và bật chọc trầm nắng và dương đừng chụp nia sập đá cối nè tọt nia nè thưa bọt và hái và khi ông lại sập mà đón đấy ok hãy miền bài hát khi ông đừng ai xua chi sầm nô clap đẹp con đừng về để dương thưa bọt và hái nè bản chương ao con trai thì po ca ở châu rùm bò nè tọt nia hãy khi ông bật chọc và mê riêng thì cũng bơ dương phần đằng bà ao con trai nè ok